Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. 4 con giáp có hoạch tài bất ngờ, tiền vào như thác đổ nhờ kinh doanh trong tháng 7 dương lịch. Tin vui sẽ đến với những con giáp có hoạch tài bất ngờ trong tháng 7 này. Việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư đều rất suôn sẻ, hứa hẹn tấn tài tấn lộc. Hãy cùng Địch Nghề Tốt điểm danh ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Người tuổi Sửu, mặc dù có mặt trong danh sách những con giáp khó thoát vận đen trong tháng 7, nhưng họa phúc luôn song hành, người tuổi Sửu vẫn có hoạch tài bất ngờ, phất lên rất mạnh nhờ kinh doanh buôn bán ở một thời điểm nhất định trong tháng. Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt khi vận thế lên, đảm bảo số tiền kiếm được tiêu xài rủng rỉnh từ giờ đến cuối năm. Bản thân tuổi Sửu đang có xu hướng tích lũy nhiều tiền bạc để phục vụ cho dự định cá nhân như học thêm chuyên ngành yêu thích, kỹ năng mới hay đi du lịch xa. Hơn thế, ngoài nhu cầu tiêu tiền cho bản thân, tuổi Sửu cũng rất hào phóng chi tiêu cho người thân trong gia đình. Đa phần, con giáp này là trụ cột gia đình nếu đã kết hôn, thậm chí chưa kết hôn thì cũng là nguồn cung cấp thu nhập chính cho cả nhà. Anh chị em trong nhà như thế mà được nhờ vả rất nhiều về mặt tài chính. Gia đình, động lực lớn lao khiến cho người tuổi Sửu không quản khó khăn vất vả để vun vén. Tháng 7 về, cơ hội phát tài cho những bạn đang kinh doanh buôn bán đến rồi. Hãy nhanh tay nắm bắt để đạt được mục tiêu tài chính to lớn khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuổi Sửu nhé! Người tuổi Mão, hãy quên đi những xui xẻo gặp phải trong tháng trước, nào là mất tiền, nào là sức khỏe giảm sút, nào là vướng tới thị phi kiện cáo. Tháng 7 dương lịch đến, mang theo nhiều vận khí cát lành, người tuổi Mão có nhiều cơ hội để sống bù cho những ngày khó khăn trước đó. Xét về phương diện tử vi khoa học, con giáp này được tam hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, kinh doanh buôn bán hồng phát, có hoạch tài bất ngờ, giàu lên lúc nào không hay. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để những người tuổi Mão làm trong lĩnh vực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, mở rộng quy mô, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng giá trị, nhận về khoản lợi nhuận dồi dào. Người tuổi Thìn, đa phần người tuổi Thìn đều có cách tư duy và lối sống hiện thực, không thích mơ mộng hão huyền, bởi thế bạn luôn nhìn ra cơ hội trước người khác, thậm chí trong gian khó cũng là lúc mà con giáp này tìm cách để tỏa sáng. Vận thế tháng 7 dương lịch này khá hanh thông, đặc biệt là vấn đề tài chính sẽ được cải thiện đáng kể. Người làm kinh doanh buôn bán đầu tư sẽ có hoạch tài bất ngờ, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng lớn, nhiều món hời đủ bù lỗ cho những tháng ngày vừa qua. Nhờ vào trực giác nhạy bén, tuổi Thìn sẽ tìm ra các mối làm ăn lớn, khéo léo để duy trì và mở rộng. Cái đích cuối cùng vẫn là bỏ túi không ít lợi nhuận. Chỉ cần phát huy thế mạnh đó, thu nhập của bạn sẽ là một con số khủng, tiêu xài từ giờ đến cuối năm không hết. Người tuổi Ngọ, bước vào tháng 7 dương lịch, công việc kinh doanh buôn bán của người tuổi Ngọ tự nhiên suôn sẻ, hệt như có ai đó soi đường chỉ lối sẵn. Đúng vậy, đây là thời điểm vận quý nhân đương vượng, sẽ có người hỗ trợ bạn về mặt chiến lược kinh doanh và vấn đề tài chính. Đơn hàng về âm âm, bạn có được nhiều nguồn thu khủng. Hơn thế, cổ phần bạn góp cùng bạn bè đối tác cũng có dấu hiệu tăng trưởng. Cơ sở đó làm ăn rất tốt nên bạn cũng nhận được nhiều lợi nhuận. Nếu có thể thì hãy thử nghĩ đến việc mở thêm cơ sở mới xem sao. Tuổi Ngọ đang đi đúng hướng của một nhà quản lý tài chính tài ba để đồng tiền phục vụ mình chứ không phải mất sức, càng não chạy theo đồng tiền nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.